Alo, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình ba bát cái con iPad Wi-Fi này các bạn. Đầu tiên là mình phải ghép cái file hello ha. Thì nó bắt là mình phải đổi số series theo cái tool nè. Thì những cái con iPad mà bị khóa kích hoạt cho chủ sở hữu á, mà cái bản Wi-Fi các bạn, thì mình muốn bypass hiện tại thì mình hầu như là mình phải đổi số series của nó trước nha. Số series thì các bạn làm tool nào thì nó sẽ cho một cái số series á, mình căn cứ theo đó mà mình đổi nha các bạn. Ví dụ hôm nay mình làm cái tool này tên lock nè, thì mình để tránh trường hợp mà đang làm nửa chừng á, cái iPad nó bị boot lại á các bạn, thì mình nên đưa cái máy về chế độ recovery trước rồi mình vô chế độ depo ha. Thì hôm nay là mình nhận làm từ xe cho một cái anh khách nước ngoài nè các bạn, cho nên quay có khi nó cũng bị hơi giật giật á, thì các bạn xem đỡ nha. Thì mình đợi cái máy nó vô chế độ depo xong á, rồi mình kiểm tra driver trên device manager đầy đủ á, rồi bắt đầu mình boot init đó. Rồi các bạn bấm boot init, các bạn đợi cho nó boot init thành công á. Thì thay vì là mình boot trên disk đồ này kia thì các bạn phải boot cho nó vô chế độ màn hình màu nha, để mình đổi số series á các bạn. Thì các bạn chờ nó boot init thành công nè, rồi mình bấm boot bubble. Rồi cái này là các bạn chọn Z luôn ha, để cho nó tự động nó đổi qua cái số series của cái tool luôn nha. Còn các bạn muốn đổi số series khác á, thì các bạn bấm no. Thì nói về cái tool Native Lock á, thì trên kênh mình cũng có làm khá là nhiều video á, mình giải thích khá là kỹ ha. Rồi khi là đổi số series thành công rồi mình sẽ khởi động lại cái máy ha. Khởi động lại cái máy thì mình sẽ bypass bình thường như những cái máy hello mà mình làm thôi các bạn. Thì cách thứ nhất á, là ví dụ mình Jared nè, Jared nếu mà thành công á, thì mình bypass one lead cho nó lẹ ha. Tùy theo tool nha các bạn, tool thì nó cho mình bypass one lead, có nhiều tool thì nó vẫn là còn boot trên disk ha. Thì giờ mình để cái con này á, mình thử chạy cái WinRAR á, mình Jared thử nó ok không nha. Nếu ok thì mình RT hello one lead cho nó lẹ nha các bạn. Nói chung làm từ xa thì nó cũng hơi bất tiện, là nhiều lúc mình nói một đằng mà khách hàng á thì họ cũng chưa hiểu lắm các bạn ha. Rồi fail nè, rồi có nghĩa là mình Jared cái con này thì nó từ xa nó hơi lằng nhằng á. Thôi giờ mình để mình boot trên disk luôn các bạn. Mình bypass theo kiểu mà nó truyền thống ha. Đầu tiên mình get cái file hello nè, get thành công rồi á. Rồi mình chờ về chế độ boot init á, mình boot trên disk rồi mình RT thôi. Những cái con mà iPad dòng Wi-Fi á, nó khó là cái bước mà mình đổi số series thôi ha. Chứ còn nếu mà mình đổi thành công á, thì mà mình bypass là bình thường thôi các bạn. Thì đổi số series á, mình nói cho các bạn dễ hiểu là có những cái dòng cao á, thì nó tự động nó mở cho mình một cái port ha, rồi mình đổi trực tiếp trên cái tool luôn. Còn có nhiều con á, ví dụ như iPad E2 đồ này kia, dòng chip thấp á, thì mình phải cần dùng một cái cáp DCSD ha, để mình để cho nó phát hiện ra một cái cổng mới á, cổng cơm mới á, mình đổi số series nha các bạn. Rồi mà khi mà các bạn đợi nó boot ram disk thành công á, thì các bạn RT hello thôi. Xong xuôi rồi các bạn kiểm tra nhập ID Apple, tải game đồ này kia các bạn ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.